Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 6 năm 2019. Thì trung tâm của chúng tôi lại tiếp tục lên một clip để test chi tiết một bộ dàn để gửi cho khách ở rất xa. Vâng, trước màn hình tôi đang quay là bộ dàn Panasonic CH404 cắm điện 220V. Vâng, là được chú Lê Hồng Hải có địa chỉ là ngõ 387, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Qua điện thoại trao đổi thì chú đã nhờ trung tâm chúng tôi là chọn cho một bộ dàn đẹp nhất để test gửi cho chú. Và hiện tại đây thì tôi đã lấy một bộ dàn đẹp nhất của trung tâm, là một trong 4 bộ là hiện cửa hàng chúng tôi đang có là bộ đẹp nhất để test gửi chú. Vâng, trước khi test bộ dàn CH404 này thì tôi cũng xin một chút ít thời gian để giới thiệu sơ qua về số lượng dàn mà hiện tại bây giờ cửa hàng chúng tôi đang bày bán. Tôi muốn đứng một góc quay khá là rộng để quay cho toàn thể quý vị và các bạn chúng ta được nhìn rõ. Thì hiện tại bây giờ cửa hàng chúng tôi cũng có khoảng trên dưới 100 bộ dàn. Có những bộ dàn mới về mà tôi cũng chưa có thời gian để bóc ra để trưng bày lên các gian hàng. Quan sát rất nhiều hàng. Ở đây tôi sẽ giới thiệu những cái bộ dàn mà gần tôi nhất. Thì đây này, một bộ tôi cũng mới bóc ra đây. Đây là bộ Kenwood A85, hàng xuất cắm điện 220V. Về độ mới của bộ dàn Kenwood A85 này thì tôi cũng khẳng định với quý vị các bạn là nó lên tới 90% là độ mới và bóng. Và tôi cũng báo giá luôn cho quý vị và các bạn chúng ta biết là bộ A85 là có giá là từ 9 triệu đồng đến trên 10 triệu đồng. Nó là tùy thuộc vào những bộ đẹp hay là bộ xấu mà các bạn chọn. Vâng, tiếp theo là dòng Kenwood A68 phiên bản không có loa lock. Dòng Kenwood A68 này là hàng xuất này, cắm điện 220V. Vâng, mặt trước của chúng là có 5 thớt, chúng ta nhìn quan sát là có 5 thớt, nhưng mặt sau thực ra là chỉ có 4 thớt, bởi vì là 2 thớt âm ly và là thớt equalizer của chúng là liền nhau. Và tôi cũng báo giá với các bạn là bộ Kenwood A68 không có loa lock này là có giá là trên 7 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là Kenwood A65. Các bạn quan sát, Kenwood A65 là có chiếc loa trông rất là đẹp, nó hình vuông, vành loa màu vàng, có một bát, một trung, một tép. Và lỗ thông hơi của nó lại ngang tầm với là chiếc loa trung. Bộ Kenwood A65 này là cũng là cắm điện 220V. Và tôi cũng báo giá với các bạn là bộ Kenwood A65 là có giá là trên 9 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là dòng hiện tại bây giờ là trên các trang mạng bây giờ gần như là không có đâu các bạn. Là dòng Kenwood 5i. Dùng điện 110, 5 thớt, một bát, một trung, một tép. Bộ 5i của chúng tôi cũng còn rất là mới này, các bạn quan sát. Bộ 5i này thì cửa hàng chúng tôi có khoảng 3 bộ. Thì tí nữa tôi sẽ quay hai bộ còn lại cho các bạn quan sát. Các bạn quan sát là chữ nghĩa trên loa thì rất rõ ràng, vành loa trông rất sáng, bóng và đẹp. Và tôi cũng báo giá cho quý vị các bạn chúng ta được biết là bộ Kenwood 5i này có giá là 5i, có giá là trên 10 triệu đồng các bạn nhé. Vâng, còn trên đây là những khẩu pháo thần công. Nhiều bạn thì lại gọi là súp sên, tôi thì lại gọi bằng khẩu pháo thần công, rất là nhiều cái từ ngữ gọi cho cái quả súp này. Quả súp này thì dùng chúng ta chủ yếu là dùng cắm điện 220 và dùng để trưng bày cũng như là để phối ghép với những bộ dàn LS99 này hay là A85, hay các bạn có thể ghép với những bộ A97 trong hình thức rất là đẹp. Và tôi cũng báo giá với các bạn là quả súp này có giá là trên 3 triệu đồng. Vâng, còn đây là bộ Kenwood A85 thì vừa rồi tôi cũng báo giá với các bạn rồi thì tôi lại không báo giá nữa. Và hiện tại bộ Kenwood A85 này thì cửa hàng chúng tôi khoảng lên 5 đến 6 bộ. Vâng, tiếp theo là dòng Kenwood LS99 này các bạn. Kenwood LS99 này trên cửa hàng chúng tôi cũng khoảng 4 bộ các bạn. Và tôi cũng giới thiệu thêm về dòng LS99 là dòng đời chót của dòng Kenwood này. Có màu vàng, trông rất là sang trọng, lịch sự. Tôi đứng góc này quay cho các bạn chúng ta nhìn có thể rõ nét hơn này. Bao gồm 5 thớt. Các thớt thì trông rất là sáng bóng này, đẹp. Tôi quay gần lại quan sát này.
Và những bộ led 99 này chúng ta có thể ghép được những cục súp hay là những cục center trông rất là sang trọng. Và tôi cũng báo giá các bạn là bộ led 99 này có giá là từ 30 triệu đồng đến 35 triệu đồng, là cũng tùy thuộc vào những bộ đẹp bộ xấu. Vâng, tiếp theo là bộ Iva. Vâng, bộ dàn Iva là hiện tại bây giờ trên các trang mạng cũng gần như là không có các bạn. Bộ rất độc, rất là hiếm. Dòng Iva này có vành bằng chrome, trông rất sáng bóng. Âm thanh của chúng nghe rất hay. Và tôi cũng báo giá với các bạn là bộ Iva có giá là trên 7 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là Kenwood A57. Bộ Kenwood A57 này thì có hình thức các thớt là rất giống A97. Rất là giống A97. Nhưng mà chiếc loa của chúng lại hầm hố này, trông rất hầm hố. Nhỏ gọn nhưng mà rất chắc chắn. Và tôi cũng báo giá với các bạn là bộ Kenwood A57 này có giá là trên 8 triệu đồng. Vâng. Tiếp theo là dòng Kenwood DG11. Vâng, dòng Kenwood DG11 này có màu ghi gương, trông rất là sang trọng. Vành loa của chúng là carbon rẻ quạt này. Màng loa carbon rẻ quạt xin được các bạn nhé. Vành loa thì bằng chrome, trông rất sáng bóng này. Chữ nghĩa trên loa cũng rất là rõ ràng, dễ đọc. Và tôi cũng báo giá với các bạn là bộ Kenwood DG11 này có giá là trên 8 triệu đồng. Những quý vị mà các bạn mà có nhu cầu sử dụng dàn hay là cần tư vấn về những bộ dàn thì cũng xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0982 760098, hoặc là số điện thoại 0936 808 363. Nếu mà các bạn nào mà có thời gian, hay là chúng ta sẽ về trung tâm theo địa chỉ là Trung tâm Điện tử Hữu Thuấn, Cầu Giàm, Linh Giang, Hải Dương. Vâng, trung tâm của chúng tôi là luôn luôn sẵn sàng để phục vụ quý vị và các bạn. Vâng, để tiếp tục phần giới thiệu về dàn hay là cũng như là báo giá chi tiết cho những bộ dàn. Thì đây, trước màn hình tôi đang quay là bộ dàn đẳng cấp. Đó là bộ Victor. Đấy, mang thương hiệu là Victor, con chó nghe kẹt. Đây là có hình con chó người ta in trên chiếc loa. Đến động vật người ta cũng thích nghe âm nhạc. Bộ Kenwood Victor còn cho nghe kẹt này thì tôi cũng báo giá với các bạn là có giá là trên 9 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là bộ dàn chung JVC G7. Bộ dàn chung JVC này thì nó có chiếc loa này, định hướng các bạn này. Đấy, chúng ta có thể xoay từ bên trái hay chúng ta xoay sang bên phải. Đấy, âm thanh của chúng nó sẽ xoay sang bên phải thì âm thanh sẽ nghe bên phải rất to, và xoay sang bên trái thì âm thanh nó sẽ tỏa hết sang bên trái. Tôi cũng báo giá với các bạn bộ JVC G7 là có giá là trên 5 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là dòng Sansui. Đấy, dòng Sansui này có cái màu rất giống màu Kenwood LS99, có màu vàng. Đấy, vành loa của chúng bằng chrome, trông rất sáng bóng. Bộ Sansui thì hiện tại bây giờ trên các trang mạng cũng gần như là không có. Bộ này dàn là dàn độc. Và tôi cũng báo giá với các bạn bộ Sansui này là có giá là trên 7 triệu đồng. Đấy. Vâng, tiếp theo là bộ Kenwood DG55. Đấy. Những dòng Kenwood mà dòng DG55 này, hay DG77, hay là DG99, hay A94, A93 là những dòng dàn hiện tại bây giờ theo tôi đánh giá là rất là độc. Gần như trên các trang mạng chắc chắn là sẽ rất là ít có, và gần như là không có này. Hiện tại tôi có một bộ tôi để rằng ở trong đây thì tôi cũng không thể quay hết được, bởi vì là những chiếc loa đằng trước nó chắn. Thì tôi cũng báo giá với các bạn là bộ da Kenwood DG11 này có giá là trên 8 triệu đồng. Đây là tôi đang quay một góc rất là xa này để các bạn quan sát này. Những bộ những bộ Kenwood A97 này, hàng xuất cắm điện 220V này. Đấy. Hiện tại bây giờ cửa hàng của chúng tôi cũng có khoảng 15 đến 16 bộ này. Rất nhiều. Và tôi đứng góc lại tôi không thể quay hết được những bộ Kenwood A97. Thì tôi cũng báo giá với các bạn là bộ Kenwood A97 này, hàng xuất cắm điện 220V là có giá là từ 17 triệu đồng đến 19 triệu 500 đồng. Đấy, là cũng tùy thuộc vào những bộ đẹp hay bộ xấu. Vâng, tiếp theo là dòng Soli MD919. Dòng này thì nhiều bạn đánh giá là trông nó rất là sang trọng, nó có màu bạc. Nó được mệnh danh là đỉnh cao công nghệ âm thanh, bởi vì nó chạy đĩa MD. Đấy. Mà nó có thể in trực tiếp là từ đĩa CD.
từ đĩa CD lên đĩa MD. Và vừa rồi tôi cũng có một cái clip là hướng dẫn quý vị và các bạn chúng ta in đĩa CD lên đĩa MD. Các bạn mà hay theo dõi kênh của tôi thì cũng đã biết. Và trung tâm của chúng tôi cũng có khoảng lên 4 bộ MD919. Và tôi báo giá với các bạn là bộ MD919 này có giá là trên 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng, cũng tùy thuộc vào những bộ đẹp hay là bộ xấu. Còn đây là bộ MD717, 717 thì nó nhỏ hơn 719, nhỏ hơn MD919. Và nó có cái những cái vài vành loa mà hay là cái màng loa của nó có màu vàng nhạt, trông cũng rất là đẹp. Chạy đĩa MD. Và tôi cũng báo giá cho quý vị các bạn chúng ta biết là bộ MD717 là có giá là trên 7 triệu đồng. Vâng, còn đây là những cục châm hay là những cục loa lóc hay nhiều bạn gọi là loa center. Chúng ta có thể dùng để ghép phối với những bộ dàn đại, trông bày vào rất là sang trọng. Và những âm thanh thì nó sẽ tăng trầm hay là tăng lời cho những bộ dàn. Và tôi báo giá cho các bạn là những cái cục trầm này là có giá là khoảng 2 triệu rưỡi một quả. Những cục center là có giá là khoảng 2 triệu một quả. Còn bên trong đây là những chiếc loa mà thất lạc dàn của cửa hàng chúng tôi. Thì hiện tại bây giờ chúng tôi có cũng rất là nhiều dạng loa, thì đây tôi chỉ xếp cũng mấy đôi ở trên đây thôi, như đôi loa Peeler này, hay Kenwood, hay những đôi loa V5. Thì bạn nào mà có những thớt dàn mà không có loa hay là loa bị cháy đấy thì cũng xin liên hệ theo với chúng tôi qua số điện thoại đó là 0982 760098, hoặc là số điện thoại 0936 808 363. Thì chúng tôi sẽ tư vấn để phối ghép với những bộ dàn cho quý vị và các bạn. Vâng, đây tôi đang đứng trong gian trong cửa hàng chúng tôi, thì tôi đang đứng một góc quay cũng khá là rộng nhưng mà cũng không thể quay hết được những bộ dàn mà đang trưng bày lên các gian hàng. Thì bên phải tay tôi đang quay đây, màn hình tôi đang quay là những bộ dàn trung, thì tôi cũng đi gần lại để quay cho quý vị các bạn chúng ta được biết có cái mã số của nó nhưng cũng như là cái độ đẹp của những bộ dàn trung. Đây tôi đang đứng gần lại những bộ dàn trung. Bộ dàn trung thì hiện tại bây giờ cửa hàng của tôi có những loại như Technic, Pala, Soli hay là Kenwood các bạn. Bộ Kenwood này thì nó rất đặc biệt, một cái là nó dàn trung nhưng mà nó cũng có thể chạy được đĩa MD các bạn quan sát nhé. Đây là cái cửa đĩa MD của nó này. Thì tôi cũng báo giá với quý vị và các bạn là những bộ dàn trung này đấy, có giá rất là sinh viên. Nó có giá từ 3 triệu 500 nghìn đồng đến 5 triệu 500 nghìn đồng đấy, là tùy thuộc những bạn nào mà cần mua những bộ dàn trung này thì cũng xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0982 760098, là sẽ được báo giá rất là chi tiết. Vâng, hiện tại chiều nay thì cửa hàng chúng tôi cũng về rất là nhiều dàn, thì tôi cũng chưa có thời gian để bóc những bộ dàn này ra để trưng bày đến các gian hàng, mà lúc nào tôi có thời gian tôi sẽ bóc ra và cũng như là giới thiệu cùng tất cả quý vị và các bạn chúng ta được biết. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào mục đích chính, đó là test một chi tiết một bộ dàn để gửi cho anh Hải. Vâng, trước màn hình của tôi là bộ dàn Panasonic CS404 cắm điện 220V. Dàn là thuộc dàn trung, được anh Lê Hồng Hải ở tỉnh Phú Yên là anh ấy đặt mua. Thì trước tiên thì tôi sẽ quay về hình thức của bộ dàn trước. Thì lúc này thì anh Hải cũng như quý vị các bạn chúng ta quan sát hình thức, thì tôi sẽ quay gần lại những chiếc loa. Thì đầu tiên tôi sẽ quay lại chiếc loa bên phía tay trái của tôi trước, các bạn quan sát nhé. Vành loa, màng loa trông rất là đẹp. Hay là những chiếc loa trung, loa check trông rất sáng bóng và gần như là còn mới. Vâng, tiếp theo là tôi sẽ quay chiếc loa bên phía tay phải, các bạn quan sát nhé. Màng loa hay là những chiếc loa trung, loa check trông rất là đẹp. Vành loa đấy, trông rất sáng bóng. Vâng, sau khi tôi quay xong hai chiếc loa thì tôi sẽ quay lại tất cả các thớt của bộ dàn. Đầu tiên tôi sẽ quay thớt cassette này, thớt âm ly, thớt equalizer cũng như là thớt đầu đĩa. Các bạn quan sát nhé, gần như là không xước sát. Đấy, các thớt là gần như không xước sát, quắc sáng và đặc biệt là sáng rất đẹp. Đấy, chữ nghĩa trên các thớt rất là rõ ràng, dễ đọc.
Vâng, sau khi mà quay hình thức của bộ dàn xong thì tôi sẽ đi vào việc chính, vấn đề chính đó là test chi tiết các thớt cũng như là đường cắm, lấy một đường tiếng từ bên ngoài vào cho bộ dàn. Thì đầu tiên tôi sẽ test thớt đầu đĩa trước. Bạn quan sát tôi sẽ test thớt đầu đĩa trước. Vâng, chúng ta sẽ lấy một chiếc đĩa. Đây, hiện tại tôi đã có một chiếc đĩa sẵn này. Chiếc đĩa này là do trung tâm chúng tôi in ra, chiếc đĩa rất là lởm khởm. Chiếc đĩa này mà chạy được thì tất cả các đĩa khác đều chạy bình thường, không vấn đề gì. Bây giờ tôi sẽ lấy một chiếc đĩa cho vào trong dàn. Vâng, đĩa nhận bài rất nhanh. Và sau khi đĩa nhận bài, chúng ta ấn play cho đĩa chạy, vặn volume lên. Mắt đĩa chứng tỏ rất nhanh, đọc rất tốt này. Vâng, tiếp theo tôi sẽ test thớt radio. Thớt radio thì trước khi test thì tôi cũng xin giới thiệu với anh Hải này, mấy quý vị các bạn, là chúng ta sẽ lắp một chiếc dây loa hay một chiếc dây điện. Thì hay giờ bây giờ tôi đang lắp một chiếc dây điện vào đằng sau bộ dàn. Chúng ta sẽ lắp vào cổng AM cũng như là cổng FM của bộ dàn, hai cổng ngoài và lên trước mặt dàn. Chúng ta sẽ chọn về tuner, ấn vào đây tuner. Và chọn dò sóng cho bộ dàn. Thì hiện tại bây giờ tôi đã dò sóng sẵn rồi. Cái kênh 549 ở lớn nhất Việt Nam mình là loại dạng 1 2. Vâng, như vậy là thớt radio hoạt động rất là tốt. Tôi chỉ bấm một cái là nó đã chạy rồi, mà nghe tiếng radio cũng rất là trong. Tiếp theo là tôi sẽ lấy một đường tiếng từ một chiếc TV hay một chiếc điện thoại, một chiếc máy tính. Thì bây giờ tôi sẽ lấy một đường tiếng từ một chiếc TV vào cho bộ dàn. Thì để làm được điều đó thì chúng ta sẽ cần một jack AV để tiếp lối từ một chiếc TV. Và vào bộ dàn chúng ta sẽ cắm, lúc này bác Hải chú ý nhé. Chúng ta sẽ cắm vào đường AUX, đấy, nó có chữ là AUX gì. Chúng ta sẽ cắm vào đường AUX và lên trước mặt dàn. Lên trước mặt dàn. Thì lúc này chú Hải này sẽ ấn chọn về AUX. Chúng ta đằng sau cắm AUX thì lên trước mặt dàn chúng ta chọn AUX bằng chữ là EXT. Đấy, các bạn quan sát nhé, tôi ấn cái chữ này này. Đấy. Rồi, đã lên chữ AUX ở trên mặt màn hình như rồi. Thì tôi sẽ vặn volume lên này. Xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn, thương giọt lệ đầy chân. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn, thương giọt lệ đầy chân. Vâng, và bây giờ để chứng minh được những chiếc loa bass này hay những chiếc loa chung, những chiếc loa tép của chúng tôi là hoạt động bình thường, hoạt động đều, đấy, là tôi sẽ quay gần lại những chiếc loa để anh Hải cũng như các bạn chúng ta sẽ nghe rõ hơn. Và lúc này chúng ta mà muốn nghe rõ hơn thì chúng ta nên đeo tai nghe vào, đấy, nghe rất là rõ vào trong. Thì tôi sẽ quay gần lại những chiếc loa. Vâng, như vậy là tôi đã test khá là chi tiết bộ dàn Panasonic CS404 cho anh Lê Hồng Hải. Có địa chỉ là ngõ 387, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đấy, đã xong. Đấy, bây giờ tôi sẽ mời nhân viên Viettel sẽ đến đóng hàng cho chú là thật cẩn thận để tránh tình trạng là xây sát hay là dập vỡ. Bởi vì bộ dàn của chúng tôi là hiện tại còn rất là đẹp và mới. Vâng, rất tiếc là tôi phải tạm dừng clip tại đây. Trước khi tạm dừng clip thì tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm này, theo dõi cũng như là đăng ký ủng hộ kênh.
Và tôi xin chúc cho quý vị các bạn cũng như là chú Hải có một ngày là làm việc là công việc là luôn luôn thuận lợi và sức khỏe là dồi dào. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình clip tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.